Em vừa về tiếp tục một mẫu Innova R 2010 cô chú anh chị. Form mới hai túi khí rồi. Bật xe nó vào áo màu ghi nha. Ghi bạc cô chú anh chị. Mâm nguyên bản của dòng Innova 2010 nè. Gầm bọc ở trong nè. Khá là khô ráo, khá là sạch sẽ nha. Nước sơn bên ngoài đẹp nè. Nói chung miếng mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng thì sơn dặm cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị. Chứ đời này mà kêu sơn rin cả con không có đâu. Nói chung sơn rin em này đâu đó thì còn lanh quanh nằm tầm 60% thôi. 49E17754. Hàng G sẽ có cảm biến ghe, hai cụm đèn phía sau rin hết. Mẫu này rin nguyên bản cho nên bà con cô bác đăng kiểm không phải lo về vấn đề về đăng kiểm nha. Không độ chế bất cứ một khoản gì luôn. Mâm là mâm của em nó đây. Vỏ nè. Vỏ sau tương đối hơi mòn. Xe cụ bắp. Đây bà con nè. Nội thất option ở trong nè. Ghế ở trong đẹp sạch sẽ nha. Ghế da hết toàn bộ nè. Đó, đi gia đình thì đi cái mẫu này thì Trần Anh nghĩ là quá là ok luôn. Bốn cánh cửa tắp bi. Xe chuẩn vô cùng. Đây bà con. Trần nè. Ba dàn lạnh nè. Một trước hai sau nè. Đầy đủ các tính năng. Phía sau chúng ta sẽ có thêm hai băng ghế ngồi phía sau nè. Rộng rãi thoải mái lắm. 2.0 9 lít. Cho bà con cô bác nha. Đó là hàng G. Chủ nhà đã lên một cái màn hình Android. Trăm dê full rồi cô chú anh chị ở số má nè. Bao phê luôn. Trang bị là form mới sẽ là hai túi khí bên phục bên tài. Tắp lô tắp bi khá là đẹp nè. Chủ nhà bọc của cho em nó bộ cái ghế áo da xịn sò dày cui luôn bà con. Đây cô chú anh chị nè. Nội thất option ở trong chuẩn nha. Mua về là chạy bà con ạ. G sẽ có tay nắm inox. Tắp bi cửa là những vân gai hầu như nó còn nguyên bản. Keo nè anh chị nè. Keo là theo xe hết nha cô chú anh chị nha. Cửa là không có dấu hiệu là lỗi lầm trên chiếc xe đâu. Được chưa bà con cô bác. Đây cô chú anh chị trải nghiệm vô phần máy và phần phần nội thất option cùng với Trần Anh nhé. Một trăm sáu mươi mấy nghìn, 166 nghìn số nè, số rin nè. Em này vô lăng nè, trợ lực em này nhẹ tưng nè. Trợ lực rất là nhẹ cô chú anh chị nha. AC kích hoạt đây. Máy lạnh mở phải có lạnh rồi nè bà con cô bác. Có lạnh hệ thống ưu tiên tất cả các tính năng đang hoạt động đây. Dòng này sẽ có thêm một cái tính năng đó là gương chính điện nè. Đây phần máy nè. Cô chú anh chị trải nghiệm phần máy cùng với em nhé. Mạc tem hai bên kèo cột nó còn theo xe hết nha cô chú anh chị. Đó, đi đôi là cụm đèn halogen đã được chủ nhà full led hết toàn bộ rồi. Anh chị coi đèn nè. Đèn đó mới sáng trưng. Đây bà con nè. Máy nổ êm. Chạy qua thời gian 5 tháng máy móc có canh chỉnh này mặt đắp cam cò hết rồi nha bà con cô bác nha. Đây nè. Vì sao có cái keo này nè. Cái keo này là cái thì keo mà Trần Anh vẫn biết nè. Keo này là keo keo chạy nha cô chú anh chị nha. Có canh chỉnh ở mặt nát cam cò rồi bà con ạ. Làm hai cái keo này là chi. Bốn máy nha cô chú anh chị nha. Từ dây điện câu nguyên bản của nhà xuất không có dấu hiệu câu lằng nhằng. Và hệ thống ABS chống bóng cứng phanh nè. Hai bên nè. Và đây dàn trước nè cô chú anh chị. Nói chung mấy mẫu nó chạy qua thời gian 5 tháng va quẹt là bình thường. Hệ thống Boe cảm biến gió đầy đủ các tính năng rồi nha bà con cô bác nha. Sạch sẽ đó, máy êm đó. Em được cái máy êm ru rồi bà con. Máy cực kỳ là êm luôn. Nắp capo nè. Đây cô chú anh chị. Sạch sẽ. 7 chỗ ngồi bà con ạ. Đây bà con trải nghiệm phần phần gầm này. Sạch sẽ nhá. Số rin gầm nguyên bản theo xe, không có dấu hiệu là bụng mọt ở dưới gầm. Đó gầm bọc ở trong này. Được chưa? Khá là ok. Cốp sau hai bên bon điện
keo nè, keo cánh sau nè, và hai bên in bấm nè. Đó, khách này lấy mẫu Ford Everest bên Trường Anh Auto rồi đó. Ford Everest 2011 cho anh đăng khách chốt rồi đó. Đó, cô chú anh chị nào đam mê vào mẫu Innova hàng G 2010 này thì alo cho em, giá rẻ hơn trên 200 nha. Đam mê mẫu này thì alo luôn. Em khép lại chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.